Những sản phẩm Smart TV giá chỉ bằng 60 hoặc 50% so với lại cái giá bán thông thường ở trên thị trường. Và thực hư là những sản phẩm TV này thì có nguồn gốc từ đâu, à, có chất lượng hay không và có nên mua hay không. Và nếu mua thì chúng ta sẽ phải lựa chọn nó như thế nào. Thì xin mời mọi người cùng đi vào chi tiết video ngày hôm nay. À, lời đầu tiên thì cho em gửi lời cảm ơn tới các cô chú, anh chị đã luôn đồng hành cùng với lại Phan Linh. Và nội dung ngày hôm nay thì là em sẽ dành gần như là tất cả những cái gì là chân thành nhất để gửi tới cô chú các anh chị như mọi người đã biết thì là hiện tại bây giờ ở trên một số những trung tâm điện máy lớn hoặc là các trang bán hàng online thì đang chào một số những cái mẫu sản phẩm TV rất là hot ví dụ như là Sony lâu lắm rồi chúng ta mới nghe thấy là x9500h hoặc là một số những dòng như là x8000h hoặc x8000g còn bên Samsung ví dụ như là một số những model như Q80T rất là nổi À, rồi uh, LG là Nano 86 Thì những ngày gần đây thì các cửa hàng hoặc là một số các trung tâm điện máy lớn thì bán với cái giá rất là sâu Có những khách hàng khi mà vừa mua cái sản phẩm uh, là hơn 20 triệu xong Thì hôm sau quay trở lại lại thấy bán với giá khoảng uh, gần 14 triệu đồng Vậy thì thực hư câu chuyện này nó như thế nào? Và thực tế là chúng ta sẽ phải đánh giá những sản phẩm này ra sao? Thì trong video này em sẽ hỗ trợ mọi người đưa ra những cái góc nhìn nó chính xác nhất có thể và cũng hỗ trợ mọi người để lựa chọn đầu tiên quan điểm của em là khẳng định với mọi người rằng những sản phẩm này là có trên thị trường và mua được mọi người nhé à, em khẳng định là mua được nhưng phải uh, biết cách lựa chọn nó và nó có những cái tiêu chí nhất định để lựa chọn à, đầu tiên thì để mà mọi người hiểu về các tiêu chí này thì em cũng phải nói qua cái nguồn gốc của những hàng hóa này một chút mọi người ạ Tại vì là những cái hàng hóa này thì nó sẽ nằm ở hai, nó nằm ở ba nguồn hàng chính. Đầu tiên là về nguồn hàng thì nó có ba nguồn. Một là đó là những hàng mà đã trưng bày rồi. Cái này thì ai cũng biết là ở các siêu thị điện máy lớn thì có chuỗi trong cả nước thì họ trưng bày rất nhiều tivi và đến cái giai đoạn là người ta sẽ phải xả những hàng trưng bày. Đặc biệt là những cái mẫu mà hot hot như em vừa nói là những cái mẫu mà nó là điểm nhấn của một hãng nâm ra là bao giờ siêu thị nào cũng phải trưng bày những sản phẩm này ra đó, để làm nổi bật các công nghệ rồi các thế mạnh của hãng đó. thì bây giờ họ sẽ bán trưng bày. nguồn hàng thứ hai là những cái nguồn hàng mà đã quay trở lại trong quá trình mà khách hàng đã sử dụng một thời gian. ví dụ như một số các đơn vị điện máy lớn ý, thì họ có những chương trình là hỗ trợ đổi trả trong vòng bao nhiêu ngày chẳng hạn. thì những sản phẩm đó có thể bị lỗi và khi mang về đổi lại về điện máy thì họ sẽ bảo hành lại và đóng lại để bán với lại cái mức giá nó phù hợp hơn. là cái chuyện đó là có. Còn một nguồn hàng thứ ba nữa nó liên quan đến cái việc là từ một nơi khác có thể là không phải ở Việt Nam à, Cái chuyện này là có nhưng ở trong ngành thì người ta sẽ không chia sẻ nhiều à, Thì cái nguồn hàng này thì tạm thời trước mắt chúng ta bỏ qua Và chúng ta sẽ tập trung vào những cái nguồn hàng đang có sẵn ở Việt Nam Mà những cái nguồn hàng mà liên quan đến các kênh trưng bày và các kênh hàng quay đầu trước mọi người nhé à, Thì đối với những sản phẩm như vậy thì chúng ta cần phải có những cái uh, lựa chọn nó phải cực kỳ là chính xác để tránh cái việc đó là chúng ta vừa mất tiền mà lại cũng không đã ma lấy được à không được sở hữu những sản phẩm nó có cái chất lượng như ý muốn à, đối với cái việc mà lựa chọn này thì em có ba cái yếu tố mà khuyên mọi người nên chú ý cực kỳ chú ý một là đó là về cái chất lượng sản phẩm à, cái việc mà kiểm tra cái chất lượng sản phẩm đó là rất quan trọng là một trong yếu tố đầu tiên yếu tố thứ hai đó là các chế độ liên quan đến hậu mãi sau bán hàng có chế độ bảo hành là rất quan trọng tiếp là đến cái mức giá mà chúng ta sẽ à, phải bỏ ra để mua và và mua cái sản phẩm đó với mức giá bao nhiêu thì phù hợp à, em sẽ đi chi tiết vào từng phần để mọi người có những cái góc nhìn nó chính xác và cũng như là nó sẽ có những cái quyết định mua sắm nó phù hợp với mọi người nhé đầu tiên là về chất lượng sản phẩm thì có ba cái yếu tố này là mọi người nên tránh không nên mua những sản phẩm như thế này đầu tiên là không mua những sản phẩm đã qua sửa chữa những sản phẩm đã qua sửa chữa là những sản phẩm mà em nói ở cái nguồn hàng ấy, là cái nguồn hàng đã quay đầu vậy thì sản phẩm như thế nào là sản phẩm đã qua sửa chữa hoặc là sản phẩm nào là sản phẩm mà đã được bán đến người tiêu dùng rồi thì có hai cách nhìn nhận rất là dễ một là về góc độ bảo hành là khi mọi người check cái bảo hành điện tử ở trên các trang web chính thức của các hãng ấy, thì sản phẩm mà đã bán cho người tiêu dùng rồi thì thường nhá, thường là sẽ kích hoạt rồi. Thường là kích hoạt rồi. À, trừ một số uh, những sản phẩm ở bên kênh Sony chẳng hạn thì họ có một cái chính sách thoáng hơn một tí là trong vòng ví dụ giả sử như là được bao nhiêu ngày bao nhiêu ngày mà đại lý chưa kịp kích hoạt nhưng nếu như lỗi thì họ vẫn có thể hỗ trợ đổi trả lại thì sản phẩm đó dù là chưa kích hoạt nhưng mà vẫn được hỗ trợ thu về ví dụ vậy thôi nó tùy điểm bán thì đấy là một là cách nhìn nhận qua cái phần sản phẩm đã kích hay chưa hai nữa là chúng ta sẽ quan sát bằng cái uh, mắt thường thôi bằng những cái việc là tem đó đã bị bóc hay chưa hoặc là nếu như tem mà chúng ta sợ họ dán lại thì chúng ta quan sát xem là ốc vít đã có dấu vết của tháo hay chưa những cái này thì chúng ta đành phải sử dụng bằng cái cảm quan dùng bằng cái độ nhạy cảm chúng ta để kiểm tra à, riêng đối với những hàng mà đã qua sửa chữa rồi thì em khuyên mọi người là không nên mua cái này là tuyệt đối là không nên tại vì rằng là có một cái ví dụ nó rất đơn giản thôi khi sản phẩm đó nó đã lỗi thì chứng tỏ là nó có một cái liên quan đến một chi tiết nào đó một chi tiết đó lỗi thì có thể khi nó quay đầu lại dù đã khắc phục cái lỗi đó rồi nhưng nó vẫn có thể là vẫn ảnh hưởng đến cả những cái sản những cái linh kiện khác xung quanh em lấy ví dụ giả sử như là một sản phẩm như một cái bánh xe thôi chẳng may thì là nó chỉ là bị hỏng xăm hoặc cái xăm đó là nó không đảm bảo chất lượng nó bị không đều hoặc là nó bị rách chỗ nào đó từ khâu sản xuất nhưng mà trong quá trình sử dụng thì Rõ ràng là khi mình có thay cái xăm mới đi chăng nữa thì trong quá trình mình sử dụng đó thì cái xăm nó đã yếu à, Dùng một thời gian thì chắc chắn nó cũng ảnh hưởng đến lốp Đúng không ạ? lốp tất nhiên là nó cũng có thể là xảy ra những hiện tượng như là bị nứt hoặc này kia Hoặc là có những cái tác động là chuyện đơn giản là là chắc chắn là có Nên là những hàng như này thì em khuyên là mọi người không nên mua à, Tiếp là một cái dạng hàng nữa là không nên mua những hàng mà đã trưng bày ở những cái điểm mà nó nhạy cảm hoặc không đảm bảo về các yếu tố về trưng bày đặc biệt là những hàng liên quan đến những khu vực mà nó có cái ẩm mốc những cái khu vực mà không đảm bảo về yếu tố về điều kiện bảo quản à, cái này thì chúng ta đành phải quan sát bằng mắt thường à, bằng một số những kinh nghiệm nho nhỏ ví dụ như là thông thường như bọn em thì đối với những khu vực hàng ở mốc mà đã trưng bày thì chúng ta hoàn toàn có thể phát hiện được những cái điểm mốc đó ở trên thiết bị là chuyện bình thường đặc biệt là cái vị trí dán tem là cái tem giấy ấy. À, những cái vị trí mà tem giấy hoặc là những vị trí mà tem mà dán series nếu như ở khu vực mà môi trường nó để lâu trong môi trường mốc thì những cái tem này nó cũng có hiện tượng mốc và nó đã mốc như thế này rồi thì chắc chắn ở bên trong nó cũng có một chút vấn đề nên những hàng như thế này thì chúng ta nên à, tránh nó ra cũng hạn chế lựa chọn và cái quan trọng nhất ở trong cái phần kiểm tra kỹ thuật này đó chính là cái liên quan đến cái chất lượng hình ảnh và chúng ta kiểm tra thực tế thì chắc chắn rằng là, là chúng ta sẽ không mua những cái sản phẩm mà nó có những cái hiện tượng điểm chấm ở trên màn hay là nó có những cái vết uh, dạn ở màn hay là những khe hở sáng. Tóm lại là chúng ta sẽ phải bật một cái video để test hết tất cả góc độ. Không mua những sản phẩm mà nó có cái giải màu không đều, uh, led nó đã bị chuyển chế độ sang màu xanh hoặc là màu tối. Thậm chí là một số những khu vực thì có LED sáng hơn có một số những khu vực LED nó yếu hơn thì những cái hiện tượng như thế này thì là chúng ta loại trừ và chúng ta không nên mua. Đấy là một trong những cái mà cũng rất quan trọng. Đặc biệt là cái vấn đề mà liên quan đến cái kiểm tra cái giải màu ấy. À, mọi người cố gắng nhìn tinh để mà mình thấy rằng là cái cái hiện tượng ở trong màn này nó có chỗ nào nó bị uh, biến đổi về màu sắc hay không nó có đều hay không ví dụ như là cùng bật một cái màu trắng mà nó có những vị trí mà tự nhiên nó lại bị đen ở trong màn hoặc là nó, nó bị tối hơn thì nó cũng có những cái hiện tượng mà nó kém về màn hoặc là thậm chí là hoặc là kém về led thì những cái này là chúng ta nên loại trừ Uh, tiếp là sau khi đã kiểm tra chất lượng xong rồi mà chúng ta thấy sản phẩm này ok thì lúc này chúng ta sẽ kiểm tra đến cái chế độ sau bán hàng tức là chế độ bảo hành của nó như thế nào thì cái quan điểm uh, bảo hành này thì nó cũng giống với cái phần kiểm tra chất lượng bên trên là một cái điểm đó là chúng ta cũng không mua những sản phẩm đã kích rồi vì những sản phẩm kích rồi là cái sản phẩm mà em vừa nói đó là những sản phẩm này chắc chắn là đã kích rồi là đã bán đến khách hàng rồi tại vì nguyên tắc của trưng bày sản phẩm là không ai trưng bày mà người ta kích hoạt lên cả khi đã kích hoạt nghĩa rằng đồng nghĩa với việc là đã có quyền sở hữu của một khách hàng tiêu dùng bình thường rồi một người tiêu dùng họ mua về rồi thì mới kích hoạt đấy là nguyên tắc cơ bản nên những sản phẩm như này thì chúng ta không mua vì đã là sản phẩm lỗi mà người tiêu dùng họ đã trả lại thì nó tất nhiên như em vừa nói ở cái phần kiểm tra chất lượng bên trên ấy nó cũng có những yếu tố ảnh hưởng khác tốt nhất là chúng ta hạn chế vì cái đồ điện tử bây giờ nó rất nhạy cảm mà đã à, qua tay một người sử dụng rồi nó đã khác rồi huống chi là nó lại còn bị lỗi rồi đó thì mặc dù là đã thay thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ có thể là nên hạn chế Đấy, vì trước khi mình mua mình có quyền quyết định mà đúng không ạ à, tiếp là một số những cái lưu ý nữa đó là nếu mà còn bảo hành nếu mà còn bảo hành thì chúng ta cũng cố gắng là chọn những sản phẩm làm sao ạ nó phải còn khoảng thông thường cố gắng là cố gắng thôi nhé là trên 18 tháng được thì tốt tại vì là trong cái vấn đề mà nguồn hàng lúc đầu em nói là những tại sao mà những cái model nổi tiếng nó quay trở lại à, mà ví dụ như là một số những model như đặc biệt như X 8000H hoặc là một số những model mà mọi người để ý là rất nhiều người quên và đã xảy ra một số những cái cãi nhau những một số những cái mà bức xúc của khách hàng khi mà nói rằng là tại sao lúc tôi mua ở điện máy nói là hàng này là hàng còn nguyên bảo hành mà tại sao bây giờ tôi về kiểm tra điện tử thì nó chỉ còn có mấy tháng thôi từ giờ đến đó nó không đủ 2 năm như kiểu là là lúc giới thiệu thì rõ ràng là em đã chia sẻ vấn đề này rất là nhiều trên kênh rồi đó là đối với các hãng thì người ta chỉ bảo hành không quá bao nhiêu tháng kể từ ngày sản xuất thôi ví dụ như là Sony ví dụ như Samsung thì họ chỉ bảo hành không quá ví dụ như là 30 tháng kể từ ngày sản xuất vậy thì mọi người để ý rằng cái tháng 10 năm ngoái là một trong những cái đợt mà hàng sẽ về để phục vụ cho cái cái dịp cuối năm 2020 là bán Tết thì cái lô sản xuất đó nó sẽ rơi vào tháng 8 đến tháng 10 thì đến bây giờ là nó được một năm rồi một năm rồi là một năm lưu kho hoặc là một năm trưng bày rồi thì nghĩa rằng nó bảo hành không quá 30 tháng hoặc là hãng nào cao nhất là không quá 36 tháng kể từ ngày sản xuất thì một năm nó nằm rồi thì bắt buộc bây giờ họ phải xả ra thôi xả ra nhưng mà có những sản phẩm là nó lại sản xuất từ đầu năm vì vậy là khi mà họ mua mình mua về rõ ràng chưa kích hoạt ở trong cái phần mà như cái bài viết này mọi người cũng thấy rằng là đây là sản phẩm kiểm tra là chưa kích hoạt luôn nhưng mà cái hạn để mà đến mà được đảm bảo cái quyền lợi bảo hành thì nó cũng chỉ đến cái tháng năm hai nghìn hai mươi thôi đúng không ạ mặc dù chưa kích hoạt luôn nhưng mà đấy là quy định và cái việc này là khách hàng chúng ta phải nắm được vì vậy em vẫn khuyên khách hàng là cố gắng mua những cái sản phẩm này không quá dù là đã trưng bày hoặc là dù là đã Uh, lưu kho nhưng mà đừng để nó quá uh, nó xuống quá dưới 18 tháng. Uh, mình nên nên để ở cái mức nó nó sẽ nó sẽ tốt hơn cho mình. Uh, sau khi mà xong hết hai yếu tố từ kiểm tra chất lượng thấy ok, chế độ bảo hành mình cảm thấy là ở uh, nó phù hợp, nó vẫn còn đến khoảng uh, 2 năm hoặc là thậm chí là vẫn đủ luôn 24 tháng thì chúng ta sẽ sang một cái yếu tố cuối cùng đó là yếu tố về giá cả yếu tố về giá cả thì về nguyên tắc với em về tính giá cả thì em không nói suông mà nó đều phải dựa trên những cái thực tế và nó cũng phải có những cái phép tính đàng hoàng à, mặc định là đối với một sản phẩm mà đã bóc hộp đã trưng bày hoặc là đã có thời gian lưu kho hết đát tức là hết thời gian lưu kho thì chúng ta sẽ trừ đi khoảng 10% giá trị đấy là tối thiểu À, khoảng 10% giá trị và cộng với là cái việc là những cái phần trăm giảm dần theo cái số uh, thời gian còn lại được bảo hành ví dụ nếu như mà sản phẩm đó vẫn còn nguyên bảo hành 2 năm và chưa trưng bày hàng nguyên hộp thì uh, mà tức là hoặc là đã trưng bày nhưng mà tức là chưa kích hoạt hàng trưng bày nhưng mà vẫn đảm bảo cái yếu tố về chất lượng thì chúng ta có thể mua với giá khoảng 90% giá trị hiện tại trên thị trường tức là nếu như thị trường đang bán là 22 triệu chẳng hạn thì mình cũng hoàn toàn có thể mua được khoảng tầm 20 đến 21 triệu là có thể mua được. Thế còn những sản phẩm mà không còn đủ bảo hành 2 năm, tức là chỉ còn khoảng từ 18 tháng cho đến 23 tháng thôi. Thì nguyên tắc là sẽ mua với giá chỉ khoảng từ 70 đến 80% giá trị thôi. Trong đó sẽ có là khoảng 10 đến 20% là bị giảm đi do cái thời gian bảo hành giảm xuống và 10% là cái chi phí cố định ban đầu em đã nói rồi là đối với sản phẩm mà đã bóc ra rồi à, thì mặc hoặc đã trưng bày rồi thì mặc định là sẽ mất đi 10% thì cái này nó là một công thức rất đơn giản thôi tại vì là mọi người cứ lấy công thức 24 tháng thì tương đương với lại 100% lượng tiền vậy thì 18 tháng thì chúng ta nhân theo đường chéo thôi đúng không ạ cái này thì nó là toán học rất rất là dễ thế còn đối với sản phẩm mà dưới 18 tháng thì uh, cũng hơi nhạy cảm những sản phẩm này thì tùy mọi người lựa chọn hay không lựa chọn nhưng mà chắc chắn là cái giá nó phải dưới 60 thì mọi người hãy mua chứ còn nó rẻ quá thì cũng khó tại vì là đối với những sản phẩm điện tử mà rẻ quá thì lại có mang theo rất nhiều những sự nghi ngờ vì vậy cái chỗ này là tùy mọi người em cũng không dám quyết định ở cái mức nó quá rẻ nhưng mà nếu như nó ở mức khoảng 60% mà vẫn có lanh quanh trong khoảng từ sản phẩm vẫn còn bảo hành từ khoảng tầm 12 cho đến 18 tháng ấy thì cũng có thể mua được nếu như giá trị nó khoảng 5 60% à, so với lại cái hàng mới tinh. Thì đây là một trong những cái chia sẻ về dòng tivi mà đã qua trưng bày hoặc là những dòng tivi mà giá sốc hiện tại bây giờ để mọi người tham khảo. Và cái lời khuyên của em là những sản phẩm này vẫn mua được nhưng mà chúng ta phải biết cách kiểm tra nó không phải là câu chuyện là may hơn khôn không phải là mỗi việc đó mà nó phải thêm cả về cái việc đó là sự hiểu biết của chúng ta và những cái mà đánh giá nó phải có cơ sở và chính xác à, như vậy là bằng tất cả những cái sự chân thành cũng như là những gì mà em đã cố gắng à, vừa là nghiên cứu vừa là tìm tòi cũng như là vừa là đi thực tế ở tất cả các điểm bán à rồi xem qua tất cả những sản phẩm đã trưng bày rồi những sản phẩm mà có giá sốc để đưa ra những cái kết luận và góc nhìn hy vọng rằng là cũng sẽ hỗ trợ được cô chú và anh chị một uh, chút ít nào đó về những cái uh, cơ sở hoặc là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý khi chọn sản phẩm này uh, và em cũng xin khẳng định là một lần nữa đó là em thì không có bán những sản phẩm trưng bày này vì vậy là uh, hoàn toàn bài này là bài em dựa trên cái À, quan điểm khách quan là một người cũng đã kinh doanh trong lĩnh vực này hơn 10 năm và đi rất sâu vào TV à, nên là đưa ra những nhận xét nó cũng rất là công bằng chứ em không PR không quảng cáo cho một sản phẩm nào cả hiện tại kênh của em là kênh không có nhận quảng cáo ngoài không có PR cho bất kể một đơn vị hay một thương hiệu nào cụ thể à, và em cũng không nhận những hợp đồng quảng cáo thậm chí là ngay cả quảng cáo game hay là quảng cáo gì đó các bạn ấy mời em cũng không làm ở à, thì hy vọng rằng là em vẫn nhận được những sự ủng hộ sự chia sẻ và những lời động viên đến từ các cô chú và anh chị trên kênh cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo